Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy đã có rất là nhiều những cái sản phẩm xe đã được làm Marukuri rồi các anh chị, và những cái xe mới vừa về. Thì hôm nay Huy sẽ cập nhật cho các anh chị những cái sản phẩm đang có tại công ty bên Huy. Anh chị có nhu cầu sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và một điểm nữa là bên Huy có thu xe cũ đổi xe mới, cũng như là thu xe cũ ở của các anh chị đang sử dụng và đổi xe cũ bên Huy với cái giá cực kỳ ưu đãi. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ luôn nha. Rồi, Huy mời các anh chị cùng với Huy xem chi tiết những cái sản phẩm đang có tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Đây, sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, biển số thành phố Toyota Innova số tự động 2016 nha các anh chị, 2016 màu bạc, rất là đẹp. Xe này audio chuẩn cho các anh chị luôn, 73.000 cây số, rất là hiếm có trên thị trường nha các anh chị. Gia đình sử dụng cực kỳ kỹ luôn. Mình xem qua sơ qua. Thì sản phẩm này bên Huy mới vừa lái về và đang đợi làm Marukuri. Đang đợi làm đẹp, nhưng mà thực sự sản phẩm này anh chị thấy chủ yếu là bên Huy về làm sơ bộ thôi. Còn xe này thì còn quá chuẩn luôn anh chị. Đảm bảo anh chị xem là thích. Chắc xe còn rất là đẹp. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 500 triệu nha các anh chị. 500 triệu một chiếc xe 8 chỗ, gầm cao, rộng rãi, gia đình sử dụng rất là thoải mái luôn. Và thực sự sản phẩm này về chất lượng khó kiếm được chiếc thứ hai như sản phẩm này trên thị trường nha các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm này ạ. Rồi, Huy xin chào. Bên Huy mới về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G số tự động. Sản phẩm này thì được chủ xe mua tại Toyota Biên Hòa vào tháng 9 năm 2020, màu nâu vàng. Xe cá nhân đứng tên nha các anh chị, khách hàng là ở Trảng Bom. Sản phẩm này cực kỳ chất lượng luôn, mới đi được có 6.000 cây số thôi anh chị. Chỉ 6.000 cây số đối với một chiếc xe Vios bản G, cực kỳ chất lượng. Thì đối với sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 520 triệu nha các chị nha. Xe còn rất là đẹp, gia đình rất là ít đi, chỉ sử dụng vào những dịp cuối tuần, cho nên là về cây số thì cam kết cho chị luôn chuẩn. Và ngoại thất thì hầu như còn nguyên bản. Xe này bên Huy về chủ yếu là làm Marukuri, làm đẹp lại. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Đây là một số những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm Marukuri xong rồi. Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị sơ bộ về giá của sản phẩm. Đầu tiên, sản phẩm Camry thì bên Huy đã có khách lái rồi các chị, 2015 bản Q 2.5Q. Đây là chiếc xe Mazda 2. Xe này thì được sản xuất vào năm 2018 nha các anh chị, mới đi được có 19.000 cây số thôi. Màu đỏ nha. Xe này biển số thành phố, cá nhân đứng tên, chủ xe là ở Thủ Đức anh chị. Biển số xe là 51G77358. Xe này hiện tại thì bên Huy đang chào bán với giá là 460 triệu nha các anh chị. Tiếp theo thì sản phẩm này bên Huy đã có khách lái rồi. Đây là Vios G2020. Xe này đi được 20.000 cây số. Nhưng hiện tại bên Huy mới vừa về một chiếc xe Vios G2020 biển tỉnh, biển xe là biển ở Đồng Nai các anh chị. Xe này thì cái sản phẩm mới về bên Huy á, là khách hàng ở Trảng Bom, cá nhân đứng tên. Biển số là 60A83414, mới đi được có 6.800 thôi nha các anh chị. Màu nâu vàng, màu như màu xe này. Mua tại Toyota Biên Hòa vào tháng 9 năm 2020 các anh chị. Sản phẩm đó thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 520 triệu nha, 520 triệu. Tiếp theo, đây là hai chiếc Gratis 2015. Hai chiếc này thì bên Huy đã có khách lái rồi.
một chiếc là 65.000 cây số, còn một chiếc là 6.000 cây số. 6.000 cây số nha các anh chị. Đây, bên cạnh Hyundai là chiếc xe Fortuner máy dầu. Máy dầu, số sàn nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Fortuner máy dầu màu bạc các anh chị. Xe này thì chủ xe là ở Thủ Đức các anh chị. Cá nhân đứng tên mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Vinh Huy vào tháng 5 năm 2019. Tháng 5 2019 thì xe này hiện tại là đi được 63.000 cây số. 63.000 cây số, biển số xe là 51G94862 nha các anh chị. 94862. Hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 885 triệu các anh chị nha, 885 triệu. Đây là chiếc xe Sedona 2017 bản tiêu chuẩn. Sản phẩm này thì khách có đặt, có khách đặt rồi các anh chị, đang làm ngân hàng. Tiếp theo, đây là một chiếc xe Fortuner. Fortuner máy dầu, số tự động nha các anh chị. Số tự động màu màu bạc. Huy thông tin sơ bộ cho anh chị nắm về cái sản phẩm này luôn. Thì sản phẩm này biển số là 51H31902. Chủ xe là Bình Thạnh. Xe này thì cá nhân đứng tên các anh chị. Hiện tại thì sản phẩm này đi được 30.000 cây số. Mua xe tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng Vân Huy vào tháng 7 năm 2020. Bảo dưỡng hãng thì cũng khá ok. Hiện tại thì sản phẩm này đang đi được 30.000 cây số, 30.000 cây số. Và giá bán thì hiện tại bên Huy đang chào là 990 triệu nha các anh chị. Giá còn thương lượng. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Innova số tự động 2.0G. Xe này thì Huy thông tin cho các anh chị và các bạn nắm luôn. Xe này hiện tại thì đi được 138.000 cây số, mua khách mua tại công ty Bình Huy vào tháng 10 năm 2016. Khách hàng thì ở quận 5 các anh chị. Biển số xe là 51F94329. Sản phẩm gia đình. Mình mua về mình chạy gia đình khá là ok. Đây là mẫu mới nha, mẫu mới. Và hiện tại thì sản phẩm này Bình Huy đang chào bán với giá là 575 triệu, giá còn thương lượng nha các anh chị. Tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy xăng. Xe này thì được sản xuất vào năm 2018 và đăng ký vào năm 2019. Màu bạc. Xe này mới đi được có 25.000 cây số thôi nha các anh chị, 25.000 cây số. Chủ xe mua xe tại Toyota An Thành vào tháng 11 tháng 1 năm 2019 đó các anh chị. Khách thì ở Tân Phú, biển số xe là 51G87201 nha, 87201. Mới có 25.000 cây số thôi. Bảo dưỡng thì chủ xe bảo dưỡng khá là đều tại Toyota An Thành và Toyota Lý Thường Kiệt. Xe này thì bên Huy đang chào bán với giá là 930 triệu nha các anh chị. 930 triệu. Máy xăng, số tự động, dung tích là 2.7 lít. Xe này thì gia đình mua sử dụng là đi ok nha. Bên cạnh đây là chiếc xe Fortuner máy dầu 2.8. Bản này 2.8 số tự động thì hiện tại bản này bên Huy đã có khách đặt rồi. Và đây là chiếc xe Fortuner máy dầu, số sàn màu đồng ánh kim 2019. 2019. Thì Huy thông tin sơ cho anh chị nắm về sản phẩm này, biển số là 51G97346 nha các chị nha. Chủ xe là ở quận 9. Cá nhân đứng tên mua xe tại công ty Bình Huy vào tháng 8 năm 2019 các anh chị. Xe này mới đi được có 19.000 cây số thôi. Và hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 905 triệu. Biển số xe là 51G97346 nha các anh chị. Đây là chiếc xe Fortuner máy xăng 2019. Thì sản phẩm này bên Huy đã có khách đặt rồi. Toyota Innova số sàn các anh chị.
Xe này thì được sản xuất vào năm 2019, chủ xe mua xe vào tháng 3 năm 2019 tại Toyota Đông Sài Gòn, màu trắng. Xe này biển số thành phố đi được 131.000 cây số. Xe này chủ xe là cá nhân đứng tên ở quận 8, biển số xe 51H00581. Bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 570 triệu. Đây, chiếc này Venturer này thì bên Huy đã có khách lái, nhưng mà hiện tại bên Huy cũng mới về một chiếc Venturer đẹp hơn chiếc này nhiều, 2020 các anh chị, mới đi được 16.000 cây số thôi. 16.000 cây số nha. Thông tin về sản phẩm thì chiếc Venturer đó là mua tại Toyota Lý Thường Kiệt. Chủ xe thì Tân Phú, cá nhân đứng tên. Màu trắng ngọc trai như thế này luôn các chị. Mua vào tháng 5 năm 2020, mới 16.000 cây số thôi, xe được đẹp luôn. Biển số cũng cực kỳ đẹp, 51H74338. 74738 chứ anh chị, 74738. 9 nút, 38 đuôi. Sản phẩm đó thì bên Huy chào bán là 770 triệu nha. Chiếc này là chiếc Toyota Innova 2014 số sàn, thì sản phẩm này bên Huy có khách lái rồi. Sản phẩm này Innova số sàn 2019 đi được 16.000 cây số thì bên Huy cũng đã có khách lái rồi. Chiếc xe này 2017 số sàn. Xe này bên Huy bán 501 cũng đã có khách lái rồi các chị. Đây, tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Innova số tự động 2015. Xe này đi được 122.000 cây số. Biển số thành phố nha. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 485 triệu. 485 triệu số tự động. Và đây các chị, một sản phẩm cho anh chị sử dụng gia đình đi, rất là tuyệt vời đó. Xe này là Fortuner máy xăng 2017, dung tích là 2.7 lít, biển thành phố, một cầu, gia đình sử dụng tuyệt vời, option đầy đủ, có camera 360 độ luôn. Và sản phẩm này thì Huy thông tin cho anh chị nắm luôn, mua tại Toyota An Sương vào tháng 6 năm 2017, màu bạc, đi được 47.000 cây số, khách hàng là ở Gò Vấp, biển số xe là 47498, bảo dưỡng là rất là đầy đủ tại Toyota Lý Thường Kiệt nha anh chị. 865 triệu là giá của sản phẩm. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Và các chị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để khi mà có những sản phẩm mới về, Huy sẽ đăng lên kênh cho các chị xem. Nếu cảm thấy sản phẩm phù hợp thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và tất cả những cái sản phẩm mà hiện tại bên Huy có thì Huy có đưa ở cái đường link ở dưới cái đường mô tả đó, các anh chị có thể bấm vào để xem chi tiết từng sản phẩm nha các anh chị. Rồi, xin chào ạ.